Xin mời mở cuốn Khoa Chú Quyển Trung, trang 49. Xin xem kinh văn. Hà huống thiện nam tử, thiện nữ nhân, tự thư thử kinh hoặc giáo nhân thư, hoặc tự tố quả Bồ Tát hình tượng, nãy chỉ giáo nhân tố quả, sở hữu quả báo tức hoạch đại lợi. Phía trước nói về người thân quyến thuộc, bạn bè trước lúc họ lâm chung, dùng tài vật của họ thay họ tu phước, họ sẽ được phước báo vô cùng thù thắng. Nếu lúc mình còn khỏe mạnh, có thể tu phước báo cho chính mình, vậy thì quả báo đương nhiên càng thù thắng. Đây là nói về lý này. Huống chi người thiện nam, người thiện nữ, thư là viết chép, thời xưa kỹ thuật ấn loát còn chưa phát minh, hơn phân nửa kinh sách và hình tượng Phật Bồ Tát đều được chép và vẽ. Chép một bộ kinh thì thế gian có thêm một bộ kinh, có thể vì chúng sanh làm tăng thượng duyên cho Phật Pháp, cho nên công đức này rất lớn. Đức Phật chẳng còn tại thế, Phật Pháp có thể trụ thế lâu dài thì nhất định phải nhờ kinh điển. Kinh điển phải có người hộ trì, lưu thông. Công đức lưu thông kinh điển, hộ trì Phật Pháp trong thế gian và xuất thế gian, đích thực là hạng nhất. Vì chỉ có Phật Pháp mới có thể làm cho chúng sanh giác ngộ, có thể làm cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ mới có thể được vô lượng phước báo. Đức Phật thành thật nói với chúng ta, phước báo chân thật của hết thảy chúng sanh vốn đã có sẵn trong tự tánh. Nhưng nếu bạn không giác ngộ thì tự tánh bạn bị che lấp. Tuy có phước báo cũng giống như kho tàng vậy, ẩn kín trong núi sâu, chôn vùi dưới lòng đất. Tuy có nhưng bạn chẳng dùng được. Nhà của bạn xây trên mỏ vàng, phía dưới là mỏ vàng vô tận, nhưng bạn chẳng lấy dùng mà vẫn phải chịu quả báo nghèo khổ, bạn chẳng thọ dụng được. Cho nên Phật Pháp dạy bạn khai trí tuệ, khai phá kho tàng trong tự tánh của bạn, phước báo ý chẳng cùng tận. Phật Pháp dạy bạn tu phước, duyên do của việc tu phước là gì? Do bạn còn chưa kiên tánh. Khi chưa kiên tánh, nếu muốn hưởng phước báo thì phải làm sao? Phải nhờ tu. Phước nhờ tu có được, chẳng phải của tự tánh. Tự tánh mới chẳng cùng tận. Như chúng ta thấy cõi cực lạc nói trong kinh Tịnh Độ, đó là phước báo của tự tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói đến Hoa Tạng Thế Giới của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na cũng là phước báo của tự tánh.
Chứ vị phải biết, nếu chúng ta phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, y báo và chánh báo trang nghiêm, giống như thế giới cực lạc và thế giới hoa tạng sẽ hiện ra. Đương nhiên nói thì dễ, thật sự làm được rất khó. Lúc chúng ta chưa kiến tánh mà muốn được phước, phương pháp duy nhất là phải tu. Bạn tu nhiều thì phước báo của bạn sẽ lớn, bạn tu ít thì phước báo của bạn sẽ nhỏ. Tu phước trong nhà Phật là thù thắng nhất. Nhưng chúng ta phải có trí huệ, phải biết rõ. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói thời mạt pháp chúng ta, ta sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Đây là nhắc nhở chúng ta, trong thời kỳ này có Phật pháp giả, có Phật pháp giả mạo. Trong phước trong Phật pháp giả thì khá khó khăn. Không phải là nói không có, trên lý luận thì vẫn có, nhưng bạn chẳng thọ dụng được, chỉ gieo trồng hạt giống trong A Lại Gia Thức. Đến lúc nào thì mới có thể thọ dụng được? Quá khó. Trong kinh có ví dụ, vô lượng kiếp sau mới có thể hưởng thọ được. Nếu chúng ta trồng phước ngay hiện giờ liền có thể hưởng thọ. Bất luận là chúng xuất gia, tại gia, tu hành chân chánh, cúng dường họ thì chúng ta liền có phước. Cho nên mọi người cũng đừng có thành kiến, nhất định đối với chúng xuất gia thì chúng ta mới cung kính, còn chúng tại gia thì thua một bậc. Thế gian thường có phân biệt sai lầm như vậy, nhất định phải hiểu. Trong nhóm đồng tu tại gia cũng có người tu hành rất nghiêm túc. Chư Phật Bồ Tát thị hiện thân phận tại gia cũng rất nhiều, nhất định phải hiểu đạo lý này. Phàm những người tốt, người thiện, người hiền, có sức ảnh hưởng nhất định đối với xã hội, địa phương, phong tục, giáo hóa, chúng ta đều nên cúng dường, nên học theo họ. Như vậy mới đúng. Tự mình chịu chép kinh. Hiện nay chẳng cần chép kinh. Hiện nay kỹ thuật ấn loát phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển, thì in kinh là được rồi. Chúng ta lựa bản in nào tốt, bản chú giải tốt, rồi ấn loát lưu thông số lượng nhiều. Người hiện nay tu phước chẳng được quả báo bằng người xưa. Đó là gì? Nguyên nhân có khác nhau. Nguyên nhân đó là gì? Tâm địa chẳng kiên thành, chẳng cung kính, chẳng khẩn thiết. Làm thì làm nhiều hơn người đời xưa, phước thì được ít hơn người đời xưa. Đây chính là lời dạy của Ấn Quang Pháp Sư. Có một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Chuyện của người hiện nay chúng ta làm vượt trội hơn người xưa, không chỉ gấp 100.000 lần, nhưng chẳng được phước báo bằng người xưa. Đó là vì người xưa có 100 phần thành kính,
Hiện nay chúng ta chỉ có 1-2 phần thành kính. Do đó phải hiểu đạo lý này. Nếu như chúng ta có tâm thành kính giống như người đời xưa, hiện nay tu phước chắc chắn sẽ vượt trội người xưa 100 lần, 1000 lần, sẽ được phước báo gấp 100 lần, 1000 lần. Điều này không thể không biết. Cho nên có rất nhiều cơ hội trước mặt mà bỏ lỡ, thật là đáng tiếc. Đây là nói về việc lưu thông kinh điển. Phía dưới là việc đúc tạo tượng Phật. Hiện nay đúc hình tượng Phật Bồ Tát rất thuận tiện, hiện nay có thể làm khuôn. Làm khuôn xong có thể đúc mấy ngàn tượng, mấy vạn tượng Phật với chi phí thấp. Hiện nay cơ giới quá, thời xưa phải dùng tay nghề khéo léo. Còn gì vẽ tranh ấn loát cũng rất thuận tiện. Thế nên chúng ta phải biết làm sao có thể theo kịp những đại đức thời xưa. Phải có tâm chân thành cung kính, tâm khẩn thiết đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì bạn sẽ được lợi ích to lớn, sở thọ quả báo tức hoạch đại lợi. Chúng ta tự làm, dạy người khác làm. Nếu tự mình chẳng có nhân duyên, điều kiện chẳng đủ, thì chúng ta khuyên người khác làm cũng được lợi ích rất lớn. Chúng ta xem chú giải trang 50, hàng thứ nhất. Thanh Liên Pháp Sư dẫn chứng một đoạn trong kinh Niết Bàn. Đoạn này rất quan trọng, tôi đọc một lần, mọi người hãy nghe. Kinh Niết Bàn nói: Ư á thế trung, sư tạ kim quyển. Chúng ta hiện nay nói chuyện in kinh. Vì tuyển tha nhân lĩnh đắc thư tạ, cụ túc năng giải tấn kỳ nghĩa dị. Không những tự mình lưu thông kinh sách, đối với ý tứ nói trong kinh sách cũng có thể thông đạt, có thể hiểu rõ, đó là chép kinh. Tú họa hình tượng, phía sau nói về tạo tượng. Tạo tượng bằng cách nặng cũng được, bằng cách dè cũng được. Trong kinh tạo tượng dạy, tạo hình tượng Phật Bồ Tát phước ấy vô lượng, vô cùng tận, chẳng thể tính đếm. Hai đoạn nhỏ này đều là đoạn trích trong kinh. Quả báo phước đức thật sự là vô lượng, vô biên. Trong kinh nói cụ túc năng giải tận kỳ nghĩa dị, hai câu này rất quan trọng. Khi bạn thật sự hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ sự thật quả báo, thì bạn mới chịu làm hết lòng, dùng tâm chân thành cung kính mà làm, chẳng hề hoài nghi. Phật pháp trong xã hội hiện nay đích thực là đã suy thoái. Tại sao lại suy thoái? Chẳng có thiện tri thức răng dạy. Tuy kinh điển lưu thông rất nhiều, chẳng có người giảng giải. Bạn chỉ đọc tụng mà chẳng hiểu rõ. Họ cũng hiểu được tạo tượng rất tốt, cũng phát tâm tạo tượng. Nhưng khi gặp một số ác tri thức nói bạn làm như vậy là mê tín, làm như vậy chẳng có công đức, nghe xong thì người ấy rất dễ thoái tâm. Nếu ác duyên này rất rộng lớn, gặp được một người nào nói như vậy, gặp hai người cũng nói như vậy, gặp 4-5 người cũng nói như vậy, thì lòng tin của người đó sẽ bị lây chuyển. Có thể nào gặp nhiều người cùng nói giống như vậy không?
rất khó thể. Đức Phật nói ta sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Bạn gặp 10 người, 8 người như vậy cũng đâu có gì lạ. Gặp được 100, 1000 người đều nói như vậy thì bạn phải làm sao? Đến lúc ấy, rốt cuộc chúng ta tin lời Đức Phật nói hay tin lời mọi người? Nhất định phải hiểu nghĩa kinh. Việc này rất quan trọng. Cho nên chúng ta hiểu rồi, chúng ta có nghĩa vụ tuyên dương, có nghĩa vụ đem ý nghĩa chân thật trong kinh Phật, chẳng sợ phiền toái mà giảng cho người ta nghe, giúp người giác ngộ, củng cố lòng tin, tâm nguyện của họ, thành tựu cho phước đức lợi ích của họ. Đây là vì muốn tốt cho họ. Trong Phật pháp, hết thảy đều vì chúng sanh, quyết chẳng vì mình. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối chẳng có thành kiến, tuyệt chẳng có ý tứ về mình. Đức Phật giảng hết thảy kinh, có ý tứ của mình trong đó không? Chẳng có. Đức Phật Thích Ca thuyết pháp 49 năm, chẳng có câu nào, chữ nào là ý tứ của riêng mình. Nếu biết là ý tứ của riêng mình thì đó là phàm phu. Phàm phu mới có riêng mình. Riêng mình là ngã chấp cứng nhắc. Ngã chấp chẳng phá được thì vẫn là phàm phu lục đạo luân hồi. Họ làm sao có thể thuyết pháp? Đức Phật đoạn dứt hết cả hai ngã chấp và pháp chấp. Ngài làm gì có ta, làm gì có ý về ta. Đã chẳng có ta, chẳng có ý tứ của ta, kinh Phật được nói như thế nào? Nói thật ra, vừa mở cuốn kinh, câu thứ nhất liền nói với bạn: như thị ngã văn. Ý của bốn chữ này là tự tánh tỏ lộ rồi. Vậy mới gọi là như thị. Như thị là từ chân như tự tánh tuôn trào ra. Chân như tự tánh, chúng sanh và Phật bình đẳng. Kinh Phật từ tự tánh tuôn trào ra, nói cách khác cũng tuôn trào từ tự tánh của chúng sanh, là sự việc như vậy. Do đó nó chân thật, chẳng hư dối. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tương lai khi chúng ta minh tâm kiên tánh, Phật pháp thường nói chứng. Trong tín giả hành chứng, bạn chứng cái gì? Chứng minh hết thảy kinh Phật nói đều từ tự tánh của mình tuôn trào ra. Vậy gọi là chứng quả. Tự tánh của Phật và tự tánh của mình chẳng khác, là một chẳng phải hai. Chứng minh việc này. Sanh Phật bất nhị, chúng sanh và Phật chẳng hai, đều là một. Đức Phật đã kiến tánh, chúng ta hiện nay chưa kiến tánh. Chúng ta nghe lời Phật dạy, tức là thuận theo tự tánh, thì chẳng phải bị Đức Phật Thích Ca xỏ mũi dẫn đi. Bạn y giáo phụng hành là tánh đức của tự tánh hiển lộ ra. Lời ra dạy của Đức Phật mới đạt đến mức cao minh, chân chánh thật sự đạt đến chí thiện viên mãn. Trong quá trình học tập, nhất định phải hiểu hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây là lời Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta.
Đây là tổng cương lãnh, nguyên tắc chung của sự tu hành. Làm sao có thể làm việc này đến trí thiện, viên mãn? Chí thiện tuyệt đối chẳng trái nghịch với tánh đức, chẳng trái nghịch lý gọi là khế lý. Như vậy là chí thiện, viên mãn là khế cơ. Cơ là đại chúng hiện tiền. Hôm qua tôi triệu tập tất cả những pháp sư lãnh chúng, chúng tôi nói những đạo lý này. Làm thế nào cho niệm Phật được đạt đến mức chí thiện rốt ráo? Nhất định phải biết khế lý, khế cư. Khế lý nghĩa là chẳng trái nghịch kinh giáo, noi theo nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp trong kinh giáo để tu học. Khế cư là nhất định phải làm cho đại chúng trong niệm Phật đường niệm đến mức sanh tâm hoan hỷ. Niệm đúng như pháp, nhất định để cho họ có thể đè nén phiền não. Chúng ta chẳng nói việc khi ở trong niệm Phật đường nhất định phải chế ngự được phiền não, phải tương ứng với nhất tâm. Nếu chẳng đạt được cảnh giới nhất tâm thì tối thiểu cũng phải đạt được công phu thành tiến. Thời gian trong niệm Phật đường chẳng có vọng niệm, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Cho nên phải chăm lo cho mỗi người trong đại chúng niệm Phật, phải thường chăm sóc họ, nên thường hỏi họ: bạn có ý kiến gì đối với niệm Phật đường không? Có cảm thấy chỗ nào chẳng hợp lý không? Xin mọi người cho ý kiến, chúng ta hết lòng cải tiến. Mỗi ngày phải tìm ra khuyết điểm của mình, phải sửa đổi lỗi lầm. Một ngày không cải tiến là một ngày không tiến bộ. Thường thường thì chúng ta chẳng nhìn thấy lỗi lầm của mình, nhưng người khác nhìn thấy. Người khác thấy nhưng chẳng nói ra thì phải làm sao? Mình phải đi hỏi. Chúng ta phải hoan hỷ nghe lỗi lầm, mạnh dạn sửa đổi. Đây là nguyên tắc tu hành Đức Phật dạy cho chúng ta, là nguyên tắc quan trọng. Đây gọi là pháp môn sám hối, pháp môn tinh tấn. Biết lỗi phải sửa, ưa thích người ta cho ý kiến, nghe lời đề nghị, lời phê bình của kẻ khác, chúng ta phải hết lòng phản tỉnh, sửa sai đổi mới. Đạo tràng như vậy mới có tiền đồ. Đạo tràng này mới trở thành đạo tràng mô phạm, điển hình cho thế gian. Trong đó chúng ta mới có thành tựu chân chánh. Điểm này quan trọng phi thường. Chẳng có người nào thật sự thành công trong thế gian, xuất thế gian mà chẳng tu học như vậy. Cho dù họ có thành tựu nhưng chẳng nghe lời đề nghị của kẻ khác, cố chấp thành kiến của mình, thì sự nghiệp của họ làm lớn đến đâu cũng chẳng kéo dài được.
chỉ có tôn trọng ý kiến của đại chúng, sự nghiệp của họ mới có thể kéo dài, mới vĩnh viễn chẳng thất bại. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta đạo lý này. Chúng ta phải ghi nhớ, tiếp nhận. Xin xem tiếp kinh văn. Thị cố phổ quản, nhờ kiến hữu nhân, độc tụng thị kinh, nại chỉ nhất niệm tán thán thị kinh, hoặc cung kính giả. Nhớ tu bá thiên phương tiện, khuyến thị đẳng nhân, cần tâm mạc thoái, năng đắc vị lai hiện tại, thiên vạn ức bất khả tư nghị công đức. Đây là khuyến tu. Khi thấy người tụng kinh, thấy người cung kính tam bảo, nhất định phải khuyến khích họ, khen ngợi họ. Sự khuyến khích khen ngợi này không những có lợi ích rất lớn cho họ, trên thực tế cũng là răn dạy cho một số người vô tri. Họ thấy người này khen ngợi việc đọc kinh, khuyến khích đọc kinh, có thể khai phát lòng tin của họ. Cho nên khuyên một người tức là khuyên rất nhiều người. Quả báo thù thắng chẳng thể nghĩ bàn, nên họ mới được ngàn vạn ức công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đây là như chúng ta thường nói, một phen lọt vào tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Công đức chẳng thể nghĩ bàn là nói từ chỗ này. Nếu ba thứ thiện căn phước đức nhân duyên của người ấy cả ba đều đầy đủ, thì đời này người ấy sẽ thành tựu. Đây là chuyện tương đối chẳng dễ, nhưng không phải là chẳng có. Trong thời mạt pháp, ngũ trược cũng có. Người thiện căn kém, tuy hiện thời chẳng được lợi ích, nhưng hạt giống kim cang đã được trồng trong A Lại Gia Thức. Người hiện nay gọi là ghim vào ấn tượng của bạn. Ấn tượng của bạn rất sâu đậm, vĩnh viễn sẽ chẳng diệt mất. Tương lai khi gặp duyên, tức là gặp được một số điều kiện, thì hạt giống ấy sẽ khởi tác dụng, sẽ có thể giúp bạn tu hành chứng quả. Hiện nay chúng ta sợ người ta nói mình mê tín. Nói thật ra chẳng phải chúng ta mê tín, họ mới là mê tín. Như thế nào là mê tín? Chưa tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự thật bèn tin tưởng, vậy gọi là mê tín. Chúng ta là những người học Phật, chưa tìm hiểu rõ chân thật sự tướng bèn tin Phật pháp, bèn niệm kinh lạy Phật, thì đó là mê tín, chẳng sai gì cả. Người ấy nói chúng ta mê tín thì người ấy cũng mê tín. Tại sao? Người ấy đối với Phật pháp cũng chưa tìm hiểu rõ ràng minh bạch bèn nói đó là mê tín, do đó họ cũng mê tín. Cái mê tín của chúng ta có ích lợi,
Phần mê tín của họ thì có hại, chẳng có lợi, nên cả hai đều là mê tín. Khi bạn đã tìm hiểu Phật pháp rõ ràng, rành rẽ, xong rồi bạn nói với chúng ta tín hay mê tín, nếu vậy thì điều bạn nói mới đúng. Chưa tìm hiểu rõ ràng bạn nói chúng ta mê tín, tôi cảm thấy họ mê tín còn nhiều hơn, mê tín trên mê tín. Chúng ta thì mê tín một tầng, họ thì mê tín hai tầng. Cho nên muốn phê bình đúng đắn thì bạn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nếu bạn chẳng hiểu rõ mà cứ tùy tiện nói thì rất dễ làm mít lòng, rất dễ tạo ác báo. Như trong kinh đã nói, ác báo hình thành như thế nào? Do ngu si. Ngu si như thế nào? Chưa tìm hiểu rõ ràng bèn nói bừa, tùy tiện phê bình. Vậy là không nên. Thái độ học vấn như vậy là sai lầm, chẳng đúng đắn. Nghe người ta nói thì cũng được. Người ta nói có đáng tin không? Khi nghe người ta nói, chúng ta phải đi sâu vào nghiên cứu để chứng minh. Giống như chúng ta học Phật vậy, chúng ta đọc kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng phải nhất loạt thuận theo, nghe theo Ngài. Chúng ta ở trong ấy tu học cầu chứng, chứng minh lời Phật nói là chân thật, chẳng phải giả. Đây là điểm thù thắng của nền giáo dục Phật Đà. Đức Phật nói cho bạn, giảng cho bạn hiểu rõ, tín giải hành chứng. Bạn phải tin trước, sau khi bạn tin xong thì tìm cầu giải. Chỉ tin thôi không được, nhất định phải giải. Giải xong bạn phải cầu chứng. Chứng minh điều bạn tin, điều bạn giải đích thực là vốn có trong tự tánh, chẳng phải từ bên ngoài vào. Phật pháp gọi là nội học, ý nghĩa là như vậy. Cần tâm mà khỏi, bốn chữ này là chữ quan trọng mấu chốt trong đoạn này. Chúng ta khuyến khích, khuyên một người, mục đích là ở chỗ này, hy vọng kẻ ấy dũng mãnh tinh tấn, đừng khoái chuyển. Được vậy thì người ấy nhất định sẽ thành tựu ngay trong đời này. Trong chú giải có một đoạn trích dẫn kinh văn, trong chú giải trang 51 hàng thứ 3, câu cuối cùng: trong kinh Thiên Ý có một đoạn Phật cáo A Nan: kỳ hữu hảo tâm thiện ý chi nhân, văn Phật minh pháp, nhất tâm nhi thính, năng nhất nhật khả. Người ấy có thể nghe một ngày cũng tốt, bất năng nhất nhật bán nhật cả. Không thể nghe một ngày thì nghe nửa ngày cũng được. Bất năng nhất nhật bán nhật khả. Đây là lúc Phật còn tại thế. Lúc ấy nhất thời bằng 4 giờ đồng hồ hiện nay. Ấn Độ thời xưa chia thành 3 thời, ban đêm 3 thời, ngày đêm thành 6 thời. Ở đây nói một thời tức là 4 giờ hiện nay. Bất năng nhất thời bán thời khả, bán thời tức là 2 tiếng đồng hồ hiện nay. Bất năng bán thời tu du khả, tu du tức là một thời gian rất ngắn, nghe 10 phút 5 phút cũng được. Kỳ phước bất khả lượng, phước báo của họ chẳng thể tính đếm. Cuối cùng Ngài đưa ra kết luận,
tam thính thượng nhĩ huống cung kính hồn. Tam nghe cũng được phước báo lớn như vậy. Tại sao phước báo này lớn như vậy? Vì một người trong lục đạo luân hồi được thân người rất khó. Thân người rất khó được. Được thân người mà được nghe Phật Pháp lại càng khó. Có thể là trong vô số kiếp bạn mới có thể nghe được vài câu Phật Pháp. Vài câu Phật Pháp này lọt vào A Lại Gia Thức, tương lai sẽ là nhân duyên được độ. Cho nên phước báo chẳng thể tính đếm nổi. Ngày nay chúng ta tạo nhân duyên cho người khác, có được hạt giống Phật, bạn phải biết quả báo thù thắng cỡ nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, trường hợp có nhiều người, chúng ta cúi đầu chắp tay niệm một câu A Di Đà Phật thì có biết bao nhiêu người nhìn thấy nghe được. Người thấy người nghe đã được gieo hạt giống trong A Lại Gia Thức. Đó chỉ là trong phút chốc. Chúng ta đang biểu diễn. Mục đích chúng ta biểu diễn là gieo trồng hạt giống kim cang cho chúng sanh. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Bất luận người thấy người nghe tin hay không thì hạt giống đã được gieo trồng rồi. Như Phật đã nói, phước ấy chẳng thể tính đếm nổi. Chúng ta thường thường tu phước tạo phước, nhưng mỗi ngày cũng tạo tội nghiệp. Chúng ta phải so sánh tội và phước. Mỗi ngày tạo tội phước nhiều hay ít, tạo tội nghiệp sẽ bị quả báo cũng chẳng thể tính đếm nổi. Đây là một việc phiền phức to lớn. Làm sao chân chánh giác ngộ chẳng tạo tội nghiệp, chuyên tạo phước báo, thì tiền đồ của chúng ta sẽ tươi sáng. Nhất định phải giác ngộ. Đời người vô cùng ngắn ngủi, đời người rất khổ. Khổ thì chúng ta phải cắn răng thật chặt, phải chịu đựng cho rồi. Chịu khổ cũng không tạo nghiệp. Tuy chẳng phải vì muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt mà tạo nên các thứ tội nghiệp. Trước mắt nếm được một chút vị ngọt, hậu quả chẳng thể lường nổi. Người thông minh chẳng làm chuyện khờ dại này. Khổ báo trước mắt là do đời quá khứ. Đời này mình chẳng tu phước nên họ phải chịu những quả báo này. Phật Pháp dạy rất rõ ràng. Muốn biết nhân đời trước, những gì mình thọ đời này chính là nó. Những gì đời này mình thọ là do mình tạo ở đời trước. Đời trước tu phước, đời này hưởng phước. Đời trước chẳng tu phước thì đời này lấy phước ở đâu để mà hưởng? Chẳng oán trời, chẳng trách người. Muốn biết quả báo đời sau, những gì mình làm đời này là chính nó. Những hành vi mình làm đời này là nhân, đời sau sẽ có quả báo. Nếu việc mình làm đời này dung trọng phước lớn, tạo nhân thù thắng, ngay đời này liền thay đổi hoàn cảnh sinh sống của mình. Liễu Phàm Tự Quân là thí dụ rất rõ ràng. Những người có thành tựu bằng giới duyên Liễu Phàm
Trong Phật Pháp chẳng biết có bao nhiêu mà kể, chẳng có ghi chép nên không biết được. Quá nhiều, quá nhiều. Muốn có thể thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của chúng ta, chỉ cần bạn hết lòng nỗ lực đoạn ác tu thiện. Phước này là thật. Hơn nữa còn lâu dài, là phước báo chân thật. Nếu dùng thủ đoạn bất chánh để cướp đoạt của cải vật chất bất nghĩa mà được phước, thì phước ấy là giả, rất ngắn ngủi. Phước hưởng hết rồi thì ác báo liền hiện ra, đáng sợ vô cùng. Bởi vậy nên nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, rành rẽ những lý sự này. Đời người rất ngắn ngủi, trong thời gian ngắn tạm này tạo tội nghiệp làm chi? Chẳng đáng tí nào. Thường thường đọc kinh Địa Tạng sẽ có ích lợi. Mỗi lần đọc lại nhắc mình đề cao cảnh giác. Mỗi câu trầm ấy đều là lời chân thật, chẳng có câu nào là dọa dẫm người, chẳng có đe dọa người. Lời Phật dạy câu nào câu nấy đều chân thật. Mạng người vô thường, quốc độ mong manh, tại sao không tu phước? Tại sao không nghĩ đến đời sau? Đời sau thời gian dài, đời này thời gian rất ngắn. Người thông minh phải suy tính cho lâu dài, đừng lo lắng cho thời khắc ngắn tạm trước mắt. Bất luận vinh hoa phú quý gì hiện nay đều như hoa đàm thoáng hiện, chẳng đáng ngưỡng mộ, chẳng đáng truy cầu. Sinh sống thanh bạch cực khổ một chút mới tốt. Thường thường đề cao cảnh giác, thường khởi lên tâm muốn thoát ly, hy vọng thoát ly luân hồi lục đạo. Đoạn này giới thiệu đến đây thôi. Xem tiếp đoạn sau. Mộng mị kiến quỷ, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Thiên địa quỷ thần có thật, rất nhiều người đích thân từng trải qua. Lúc tôi còn trẻ cũng đã từng trải qua. Làm sao mà không tin được? Chuyện gặp quỷ ở ngoại quốc cũng rất nhiều. Thành phố nào cũng có rất nhiều nhà ma. Cho nên chuyện này là thật, chẳng phải giả. Ở tiểu bang California có một vị đồng tu mấy năm trước đã qua đời. Hai vợ chồng già mua một căn nhà ở California. Sau khi dọn vô mới biết nhà này có quỷ. Một con quỷ rất là dữ dằn, là người Mỹ. Người này chắc chắn là chủ nhà trước đó, sau khi chết chẳng xả căn nhà ấy, chẳng chịu xa lìa. Thành quỷ rồi vẫn ở trong căn nhà đó. Đương nhiên khi có người khác dọn vào nên ông chẳng vui. Mỗi đêm quỷ xuất hiện,
Trong nhà có tiếng đồ đạc di động, cửa phòng tự động mở ra, người sống ở đó khủng hoảng, rất sợ hãi, nhưng chẳng làm gì được. Có một lần, ông cụ đang tắm, cụ khoảng 60 mấy tuổi, lúc đó là buổi chiều, không phải buổi tối. Cụ đang tắm, bỗng nhiên cửa phòng tắm tự động mở ra, toàn thân cụ đều lông tóc dựng đứng. Cụ bèn hỏi đại: "Này bạn, ông tên là gì?" Quỷ ấy cũng nói tên ra. Nghe nói xong cụ sợ hết hồn, nên mau mau xông ra ngoài, chưa kịp mặc quần áo gì hết bèn chạy ra ngoài. Chuyện xảy ra như vậy, quỷ ấy thật sự đã nói tên của hắn ra. Sau này cụ kể lại cho chúng tôi nghe, những nhà có quỷ như vậy ở Mỹ quá nhiều. Có những căn nhà mà nổi tiếng chẳng ai dám ở, nhà ở đó bán không được, ai cũng biết nhà đó có ma. Bởi vậy quỷ có thiệt chứ chẳng phải giả đâu. Xin xem kinh văn: Phục thứ Phổ Quản, nhược vị lai thế chư chúng sanh, đắng hoặc mộng hoặc mị, kiến chư quỷ thần, nãi cập chư hình, đủ mọi thứ hình tượng, hoặc bi hoặc đề, hoặc sầu hoặc tháng, hoặc khủng hoặc bố. Nói bạn nằm mộng nhìn thấy những hình tượng này, theo cách Đức Phật nói, chúng ta có thể thấy nếu những chúng sanh ở đời vị lai. Lúc đó Đức Phật nói đời vị lai tức là đời chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay rất nhiều chúng sanh trong mộng mị trông thấy quỷ thần. Mộng là mơ hồ chẳng rõ ràng, mị là ngủ. Phàm lúc mơ hồ chẳng rõ ràng, lúc có lúc không, cảnh giới ấy đều gọi là cảnh mộng. Trong lúc ngủ, mộng cảnh thường thường xuất hiện. Hầu như mỗi người đều có kinh nghiệm nằm mộng này. Nhìn thấy một số quỷ thần, đặc biệt là nhìn thấy người nhà thân quyến đã mất, hoặc là mộng thấy những quỷ thần chẳng quen biết, hình dáng của họ, nhìn thấy rất đáng thương. Phía sau nói buồn khóc sầu than, hãi hùng sợ sệt. Trông thấy những hình tướng này, người chẳng học Phật nhìn thấy cảnh giới hãi hùng sợ sệt nhiều. Sau khi chúng ta học Phật, cảnh giới hãi hùng sợ sệt trong mộng dần dần sẽ ít đi. Những thứ này đều thuộc về ác mộng. Mộng khủng khiếp dễ sợ ít đi, nhưng mộng thấy một số quỷ thần khóc sầu than nhiều. Thường thường gặp cảnh giới này khởi lên, gặp những chuyện này là vì nguyên nhân gì? Đức Phật trong kinh nói với chúng ta. Xin xem tiếp kinh văn: Thử giai thị nhất sanh thập sanh,
bá sanh, thiên sanh, quá khứ phụ mẫu, nam nữ, đệ muội, phu thê quyến thuộc, tại ư ác thủ, vị đắc xuất ly, vô xứ hy vọng phước lực cứu bạc, đường cao túc thị cốt nhục, sự tác phương tiện, nguyện ly ác đạo. Phải ghi nhớ, họ đến để cầu xin bạn giúp đỡ. Nếu bạn chẳng học Phật thì họ chẳng đến cầu bạn. Tại sao vậy? Vì bạn chẳng có khả năng giúp đỡ họ. Hiện nay bạn học Phật, họ biết bạn có khả năng giúp đỡ họ, nên họ tới xin bạn. Do đó phàm mộng thấy những cảnh giới này, chúng ta nên niệm Phật hồi hướng cho họ, niệm kinh hồi hướng cho họ. Bạn niệm kinh Địa Tạng cũng rất tốt, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát cũng rất tốt, niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm kinh A Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Đà cũng tốt. Đây là pháp môn chính của chúng ta, sức mạnh của pháp môn chính thù thắng phi thường. Tại sao vậy? Mỗi ngày tụng, mỗi ngày niệm, chúng ta đặc biệt hồi hướng cho họ. Họ đến xin giúp đỡ, đến cầu cứu. Trong ảnh trần hồi ức lục, chúng ta thấy có một câu chuyện do Đàm Hư Pháp Sư kể lại, gọi là 8 năm đóng cửa đọc Lăng Nghiêm. Bạn hãy coi đoạn này. Lúc đó họ đều là cư sĩ tại gia, tiếp xúc đến Phật Pháp, biết Phật Pháp hay, vô cùng hâm mộ kinh Lăng Nghiêm. Vài người chí đồng đạo hiệp hợp lại, mỗi ngày cùng nhau nghiên cứu, mỗi ngày đọc tụng. Cũng vì cơ duyên chẳng thành thuộc, phương Bắc rất ít người giảng kinh, cho nên chỉ có thể kiếm vài người cùng nhau nghiên cứu, y theo phương pháp này tu học. Nhưng họ cũng rất chịu khó, mấy người tụ lại cùng nhau thảo luận, nghiên cứu, học tập, và có thể duy trì được 8 năm rất là hiếm có. Trải qua một thời gian dài như vậy, ít nhiều cũng có một ít công phu. Một chút công phu này vô cùng khó được, rất hy hữu. Thế nên cảm động quỷ thần đến cầu để được siêu độ. Cụ Đàm không kể chuyện của chính mình, mà kể chuyện của một người bạn cụ. Họ hùng dũng mở một tiệm thuốc nhỏ để duy trì đời sống. Buổi trưa lúc ít khách, họ ngủ gật ở quầy. Một người bạn của cụ ngủ gục và nhìn thấy hai người đi vào. Đây là chuyện ông đó kể lại cho Đàm Hư Lão Pháp Sư nghe. Sau khi tỉnh lại, ông ấy nói hai người đi vào là oán thân trái chủ đời trước, vì xích mích tiền bạc nên phải thưa kiện. Ông thắng kiện nên hai người kia thắt cổ tự tử. Vì chuyện này nên ông ấy thường cảm thấy buồn bực và hối hận. Lúc đòi nợ đã làm cho hai người này phải chết. Khi thấy hai người này đi vào tiệm, ông cứ tưởng là họ đến kiếm chuyện, sợ họ lại đến để trả thù. Thấy vẻ mặt hai người này rất hòa quảng, ông cũng hơi yên bụng và hỏi: quý vị đến đây để làm gì? Họ nói đến cầu xin để được siêu độ.
Lúc đó ông mới yên tâm, biết họ chẳng phải đến để gây phiền phức mà đến để xin siêu độ. Ông nói được, làm sao để siêu độ? Họ nói chỉ cần ông đồng ý là được. Vậy thì được, tôi đồng ý. Đang thấy hai người linh quỷ này đạp lên đầu gối, lên vai ông rồi bay lên. Chỉ cần đồng ý siêu độ là được. Bạn nghĩ xem dựa vào sức mạnh gì? Dựa vào việc đóng cửa 8 năm học kinh Lăng Nghiêm. Hai người này đi khỏi chẳng bao lâu thì lại có hai người khác đến, là một phụ nữ và một đứa trẻ. Nhìn lại thì ra đó là vợ và con của ông đã qua đời. Ông hỏi đến để làm gì? Để xin siêu độ. Cũng giống như khi nãy, tôi đồng ý siêu độ. Sau đó hai linh quỷ đó đạp lên đầu gối, lên vai rồi bay lên trời. Chẳng cần nghi thức gì cả. Người siêu độ phải có công phu thật sự mới được. Nếu không có công phu, dù làm nghi thức gì cũng chẳng có tác dụng. Nhất định phải có công phu tu hành chân chánh. Nói cách khác, ban đêm mộng thấy những quỷ thần này đến xin bạn siêu độ, đó là chứng minh bạn có một chút công phu. Nếu bạn chẳng có công phu thì họ chẳng đến.